Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 9 tháng 5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nước này đã bước vào mùa dịch sốt xuất huyết, dự báo thời kỳ cao điểm diễn ra từ tháng 8 cho đến tháng 10 hàng năm. Theo thống kê của ECDC, tổng cộng gần 60.000 ca mắc và 19 ca tử vong vì ho gà, trong đó có 11 ca là trẻ sơ sinh, đã được ghi nhận tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu trong quý 1 năm 2024. Ho gà là một bệnh nhiễm trùng phổi và đường hô hấp do vi khuẩn. Bệnh có thể rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Trẻ dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ cao đặc biệt. Hầu hết các nước châu Âu thường xuyên tiêm phòng bệnh ho gà cho trẻ em và nhiều nước cũng tiêm phòng cho phụ nữ mang thai để bảo vệ thai nhi. ECDC cho biết, một số quốc gia có thể muốn xem xét tiêm vaccine tăng cường cho trẻ lớn hơn và người trưởng thành vì khả năng miễn dịch có thể suy yếu. ECDC cho biết dịch ho gà sẽ gia tăng sau mỗi 3 đến 5 năm, ngay cả ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao.